Rương snai chah tơ tê sngat, srap tê pê ni, kinya pê tê si gót, cheng mok ni yei chom chom, pi chum nong snai thamay bap ni. Nè con trop ban chrip rui mok hai, tha pa chup bon, da ra sâm bay srei thai, kinya pê tê si gót, krai pi min rương ra a srơ, bạch bạc snai ha, chi mui nâng lục pik pê chara mok. Nieng hạ bay đôi chim mình khoa khoai, pi rương tân ah nu lai, tai nieng bay chim min sik day sok, nâng kum pong tê sang snai ha thamay yang pa em la hem, chi mui nâng kum lo. Đại chi sẽ thay vô liên lục nốt vi xế. Đại kì sko thay chi bộ ôn thay được bộ công phụ đa ra xâm đánh sẽ thay chung phụ Ariya tờ vinh. Chị sẽ đây nếu ngay tỷ đập rằm buôn khai mê xa chi năm bì bò mà phê mùi ni. Đa ra xâm đánh sẽ phê tư xí gốt tránh mục nực nông cảm vị thi công sàn đo lộ bây mùi được bộ bà tê thay. Đại nực nông nô niêng ban chung rè môn tờ song say được bộ mà hà chôn. Nâng ban bằng hành ả rõm snai chì mùi nâng lục nốt vi xe phong đại. Bần tòa bì miên xùm nô chạc đọt khlạc khlạc. Ban xua tờ ca niêng bì ca rì côn gần lòng mốc. Nâng chùm nông snai hà thăm mây rõ bọt niêng thả tài yong mạch nô. Kì nhà phê tư xì cốt ban tùm liê thạ. Chùm bùa tùm nẹ tùm nông đại bạch bạc gần lòng mốc. Xua thả niêng khô chất tệ. Chùm bác nà niêng bạc gọt chì khô chất. Đại mình ạch bần tò hỏi tụ bây chiêng nè dương cơ trời tếp đọc đầy xoay khuôn anh mình kết ạc rõ chìm mùi nè nè và nâng cư cực ruộng hời tương tâm nâng lúc đấy kinh nhạc phê tư xí cốt của ba mình to tiết thả bao nhiêu dây bì chùm nông xe mai thăm mây chìm mùi nâng lục nốt bì xe cư niêng nơi chìm mùi khí niêng sẽ đầy xoay nè cơ bà rùa tay bà rõ mẹ nè tay anh ta dùa chật niêng cực bê với lía hỏi bà rõ mẹ nè cư kê miên phiếp chạc tôm nơi khu nông ca rùa nơi mình tha tay nơi khu nông ca nghĩa rư cò ở bài xe anh lợi mình trâm tay bà nọ kê thay em tăng mơ thay cửa xa niếng bàn lọ phong đài chào bọc mai bọc bọn tại ạc nế chào xâm rạp bà rõ miên khlây tì mùi đài kẹt toàn tên nâng đà ra xong bàn srei vây khám mê rồi bọc bà tê thay đài gặp bông tay tụ bàn bà chưa bài phiếp cư kê nhà phê tư xì gốt nâng chào cú sai thầm mây được bán niêng lục nốt bí xe nếu bên đi đai cử bán chiến đo tìm bình chọc tài phần này hơi nhưng khi nhóm xôm nôm ở rộng bốc mai bóng bốn tại ọc nia từ tạm đàn sân đắp cử đôi chiếc tết nà bó rộng miên tí bí chiếc bần tỏ tiệt chá xôm xa bác công bán bó rộng miên tí bí chiếc bần tỏ tiệt chá xâm ra bó rộng miên tí bí ni vinh cứ tẹt tôn tên nâng riêng ca nâng khi nha rộp chân nằm lực tìm mùi hơi đài nệ đình chung phú Ariya trừ xa mấy từ hướng mùi ni bây mật đại cho chất tạm ban vì sai xe lập bạc thay chú bác chú ban chú rịp hai thả công phú đa ra xong bánh xe rây đó là bây chú mua cư nệ nền chung phú Ariya cư chú nệ xe lập bạc đài nì dùng tập tăng khuôn bài fashion play play bà rộ bò sọt tay mạng là bây rồi hốt nền chọp nghe chú công phú nệ fashion bà chăm bà tê thay tiết phóng hỏi xong bây tay bà chú bọn bà tê thay công phú tay bà tù ca rịt rịt đá nay cả trong chung người Covid đọc rằm buồn, mình ai chanh tên nạp bạn. Có bần tay đã ra sợi rụp này, tay anh luôn nơi bất tế thọt rụp bằng hòn lờ bần đánh sân cốm, cọp cọp tay mặt đông. Chỉ cả bất rụp thọt thầm mây bài Mary Heisel, rụp bọt đã ra sợi chung phụ Ariya đại bà bằng hòn lờ Instagram nụ. Cứ niệm mà rụm lệch luôn chỉ mùi nâng xung liệu bông bẹo, quen tạ, cọp bộp nâng sạch trường chỉ đâm, sọt tay rụp bọt mạng là bây lợi bấy. Ông cối nơi lơ sân lông cách riêng lần lôi, nâng trợ bà nẹ prao prao bàn anh sân công chí chán, nôm khía sơ sao prong priết đôi rõ đông. Có bàn tay đưa like, lấy tầm mơ lục nốt vi sơ rốt để trợ chí xoa mây sân mọt chặt bọt niêng vinh, mân bàn sơ sao bộ phôn tế. Bài chí cho tờ comment krom phô rõ bàn nền yên chung phú Ariya tha, ai tùm lẹ chơn chọc bì lơ sân lông phong. Còn tại khơi bật đầy xâm lãnh, comment bài tự đoàn nơi khả nông này lên xa đưa chân em phim, nệ nền chung phú Ariya có bàn tọp tại quanh thá. Sau bài chân nâng cứ thâm mây, cứ tha mình hiền ai bạc đầy tới cha. Chắc hành thá bật đầy bật bôn, rồi viên nệ nền chung phú Ariya nâng xóa mây, cứ bật chìa cụ ai xa lãnh khả lăng mệnh tên, chả đầy thua ai mà hà chôn chế chán lùi chân này nền cực rục khả nề. Chào hai xin ra bỏ ra miền tìm bình đi đây cứ bàn chiến đo tìm bình chọc tại bên này hơi. Nên khi nhóm xôm nó mà rong bốc mai bóng bốn tại ọc nia từ tạm đàn xâm đáp cực đôi chiến test nà bỏ ra miền tìm bấy chỉ bằng tỏ tiệt. Chào xôm xin ra công bằng bỏ ra miền tìm bấy chỉ bằng tỏ tiệt. Chào xin ra bỏ ra miền tìm bấy ni cứ tẹo toàn tên nâng. Chốt thơ cho ta lấy sạc trong tháng ngày cầm nào cỡ đôi. Tại nền nền xô vi xa khả miền bộ bị cầm sọt sọ bài chỉ rịch rí bởi tài rương ni.
បើទោះបីជាខ្លួនបានជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-19នេះក៏ពិតមែនតែដើម្បីធានាឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់នោះតារាចម្រៀងសូវីសាបានធ្វើតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យដោយបន្តធ្វើជាតាលិសៈរយៈពេល14ថ្ងៃដោយដាក់ខ្លួននៅដាច់ដោយឡែកពីក្រុមគ្រួសារបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នគ្រូពេទ្យបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនាងចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះក៏ដោយ ទន្ទឹមនឹងនេះការពីថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021ថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះបានធ្វើការយកសំណាក់ជាលើកចុងក្រោយហើយនៅ4ថ្ងៃបន្ទាប់ពីនោះប្រសិនបើលទ្ធផលអវិជ្ជមានរូបនាងនឹងអាចត្រឡប់មករស់នៅជុំគ្រួសារដូចដើមវិញតែខណៈពេលដែលមិនទាន់ចេញលទ្ធផលនេះគឺថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្លួនក៏បានមកដល់ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបើទោះបីជាថ្ងៃកំណើតនេះខុសពីឆ្នាំមុនៗក៏ដោយតែប្រសិនបើក្លេកទៅមើលរូបនាងវិញមហាជនក៏សម្គាល់ឃើញថានាងសូវីសាមិនបានពោលពាក្យកំសត់អ្វីសូម្បីតែមួយម៉ាត់តែផ្ទុយទៅវិញរូបនាងបែរជាបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយទៅវិញដោយបានពោលពាក្យយ៉ាងដូចនេះថា ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021ត្រូវជាថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំជាថ្ងៃដែលអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំបានបង្កើតខ្ញុំមកឲ្យឃើញពិភពលោកដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះកូនមានកំណើតកូនមានថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែមានម៉ាក់មានប៉ាបើគ្មានលោកតាំងពីទេកូនក៏គ្មានថ្ងៃនេះដែរកូនសន្យានឹងមើលថែតបស្នងសងគុណលោកតាំងពីវិញឲ្យបានល្អជាទីបំផុតទំរាំតែមានថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវជាច្រើននៅក្
ឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំមិនចង់បានកដោវៃនោះទេព្រោះឆ្នាំនេះខ្ញុំមានកដោពិសេសរបស់ខ្ញុំហើយគឺកូនស្រីសំណាប់ជីវិតបេះដូងរបស់ខ្ញុំថងសមូលីណាហើយអូនចេនីហើយសូមត្រឹមតែក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមានសុខភាពល្អមានក្តីសុខនោះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំ អរគុណប៉ាម៉ាក់ក្មេកដ៏សែនល្អដែលលោកតាំងពីតែងតែស្រឡាញ់កូនស្រីម្នាក់នេះដូចកូនបង្កើតអរគុណបងប្អូនសាច់ថ្លៃទាំងអស់សម្រាប់ក្តីស្រឡាញ់ដ៏សែនលឹះលប់ជាពិសេសសូមអរគុណដល់លោកក្តីស្រឡាញ់ចិត្តដែលលោកប្តីបានមកពេញកតាបកិច្ចជាស្វាមីជាឪពុកបានយ៉ាងល្អអរគុណបងដែលបានមើលថែកូនស្រីយើងបានយ៉ាងល្អនិងគ្រួសារផងដែរឆ្នាំនេះទោះបីជាខ្ញុំមិនអាចជួបជុំប្តីកូននិងក្រុមគ្រួសារបានក៏ពិតមែន តែខ្ញុំមិនកំសត់ទេគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តទៅវិញទេព្រោះខ្ញុំអាចដណ្ដើមយកជីវិតរបស់ខ្ញុំពីជំងឺកូវីដ-19បានមកវិញដោយជោគជ័យខ្ញុំហាក់ដូចមានជីវិតថ្មីមកវិញគ្រាន់តែខ្ញុំអាចបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញគឺសុខភាពខ្ញុំល្អមាំមួនប៉ុណ្ណេះគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំអរគុណពូមីងបងប្អូនមិត្តភក្តិដែលបានជូនពរថ្ងៃកំណើតខ្ញុំ ចា៎នេះគឺជាពាក្យពេចន៍ដែលអ្នកនាងសូវិសាបានសរសេរបង្ហោះនៅក្នុងថ្ងៃកំណត់របស់នាងឃើញថាពិតជាមានអត្ថន័យខ្លាំងមែនទែនចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសំដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា